Hello anh em nha, cùng review xe thật là nhanh với thiện nha. Ok, Crossline CVO Limited với đi 120 năm, 3.2 đã bán. Fastboy 2022 màu đen 899 triệu. Redcow màu Atlas Silver 949 triệu. Fastbox 2023 799 triệu màu đen. Fastoni Lowrider S Fastoni 859 triệu nha anh em. Sportline giá là 799 triệu màu đen 2023. Heritage Classic kỷ niệm 120 năm 1.049 triệu. Sport TS đủ 3 màu 639 tới 649 triệu ưu đãi, chỉ còn 499 triệu trong tháng 10. Bên đây là dàn xe lướt. Xe lướt có chiếc Heritage Classic 2022 765 triệu. Odo chỉ có 168 cây thôi. Còn đây là xe Nightster lướt 2022 408. Nightster lướt 2022 luôn 502. Đây là xe mới Nightster nha anh em. Nightster mới bây giờ xe màu đen chỉ có 429 triệu thôi. Đây là xe đã bán ha. Đây là có chiếc xe CVO đã qua sử dụng 2021. Đó, CVO Streetline 1.823 rồi. Đây là Road King 2021 759 triệu. Đây là xe Pan America đã qua sử dụng 2021 590 triệu ha. Đây là Pan America mới 869 triệu nhưng mà ưu đãi lên tới 200 triệu trong tháng. Road King Special vô đường đặc biệt màu đen 1.099 triệu. Lowrider ST 2022 819 triệu màu đen. Và cuối cùng là Lowrider S ha anh em ha. Lowrider S 2023 719 triệu. À quên mất, vẫn còn chiếc Streetline Special màu Rospec Gold 1 tỷ 249 triệu. Ok anh em ha, cập nhật thiệt là nhanh cái giá cho anh em nha. Và sắp tới sẽ có rất là nhiều xe đẹp ở showroom thì sẽ review cho anh em nha.